Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Luyện Khí 10 vạn năm. Sau khi đập cho nguyên thần như gà thì bảo vật cũng xuất thế. Khí tức nó phóng xuất ra vô cùng áp bách, ngay cả tu sĩ động thiên kỳ cũng không thở nổi. Vòng xoáy giữa biển không phải là do thiên địa tạo hóa hình thành, mà là do một cái linh bảo tạo ra. Nó tên là Linh Thiên Phù Đồ Kính, loại linh bảo không gian phòng ngự. Từ Dương yêu cầu Lăng Thành Thù lùi về sau né tránh động tĩnh, còn mình thì trực tiếp nhảy vào trung tâm vòng xoáy. Lúc này ở dưới biển cũng có vài tên tu sĩ lăm le cướp đoạt bảo vật. Không may là ở dưới biển lại có đàn cá điện. Những kẻ tới gần đều bị tấn công. Đến thì dễ, về nhưng đi thì lại quá khó. Điều không ngờ là đàn cá sau khi nhìn thấy Từ Dương lại chủ động lao tới lấy lòng hắn. Hóa ra bọn chúng ở dưới đáy biển vạn năm này một mực thủ hộ linh bảo. Từ Dương do tay thu linh bảo, động tĩnh gây ra quá lớn, lập tức thu hút cường giả tới. Một lão già dẫn theo mấy huynh đệ tới cướp đoạt. Thực lực bọn chúng đều là động thiên kỳ, kém hơn một cảnh giới so với lão già thích ăn thịt, cho nên lão lập tức muốn dạy dỗ bọn chúng một trận. Sau khi thu linh bảo vào trong tay, một lối vào lập tức được hiện ra. Bước vào bên trong, hắn lập tức nhìn thấy đệ tử Liên Tuyết đang ngồi thiền. Hắn vô cùng vui mừng, tiến lại chạm vào nàng ta thì cơ thể Liên Tuyết đột nhiên tan biến. Điều này làm cho hắn càng thêm phẫn nộ, định phá tan cái hang động thì một cái trận pháp hiện ra. Trận pháp này cất giữ Thâm Hải Lam Tâm. Như vậy đã rõ, một vạn năm trước, nàng ta đã tìm được Thâm Hải Lam Tâm. Bởi vì bị truy sát không thể ra ngoài nên mới dùng bí bảo trận pháp bảo vệ ở đây để đợi hắn tới. May mắn là thần hồn của Liên Tuyết vẫn còn, có thể phục sinh khiến nàng ta hồi sinh lần nữa. Tại bên ngoài là trận chiến kịch liệt giữa đám người Lăng Thành Thù và đám cường đạo. Tên cầm đầu cảm thấy đánh không lại, vậy nên chọn cách quay xe bỏ chạy, đồng thời cũng không quên bắt giữ Lăng Thành Thù mang đi, dùng tính mạng của nàng ta uy hiếp Từ Dương, đem Thâm Hải Lam Tâm tới Hải Ma Tông để trao đổi. Từ Dương vẫn bình thản không đuổi theo, hỏi ra thì mới biết là hắn không thể phi hành như bao người khác, vậy nhưng hắn lại có chiến thuyền. Sau khi bị bắt về, đám người Hải Ma Tông liền treo Lăng Thành Thù ở giữa sân, biết đám người Từ Dương kiểu gì cũng tới đây cứu người. Hành động đến cứu người chính là tự chui vào miệng cọp. Sau khi biết thực lực của Từ Dương là luyện khí kỳ thì bọn chúng càng được một phen mỉa mai. Bất cứ người nào trong số bọn chúng phất tay cũng khiến cho luyện khí kỳ tan thành mây khói rồi. Đang lúc hăng hái thì lão già thích ăn thịt và tên Triệu Bằng đã tìm tới cửa, còn Từ Dương thì tốc độ chậm hơn một chút. Triệu Bằng hà xong muốn thương lượng về nhưng tên tông chủ lại cho biết hắn ta không đủ tư cách. Nói chuyện không có kết quả, cho nên hai bên lập tức động thủ. Đánh nhau kịch liệt, tên tông chủ của Hải Ma Tông tu luyện ma tù sớm đã đột phá thể phách bình thường của tu sĩ, cho dù là nguyên thần kỳ cũng khó đánh lại. Trận chiến của hai cường giả vô cùng khốc liệt, vậy nhưng vì ở trên địa bàn của Hải Ma Tông, vậy nên Hoàng Lão đã bị áp chế trong trận pháp. Triệu Bằng cũng xuất thủ hỗ trợ, vậy nhưng phe địch người đông thế mạnh nên đã bị chèn ép sấp mặt. Cũng may Từ Dương kịp thời đi tới. Hắn trực tiếp hạ chiến thuyền xuống đại điện Hải Ma Tông khiến tông môn bị tan thành mây khói. Hành động này khiến tên tông chủ vô cùng phẫn nộ. Từ Dương chẳng quan tâm tới chuyện đó, chuyện đầu tiên hắn làm là giải cứu Lăng Thành Thù. Tên tông chủ lao tới với khí thế hùng hổ, dự định sẽ băm Từ Dương thành bã. Vậy nhưng sau khi tiến lại gần thì mới hốt hoảng. Gã ta nhận ra Từ Dương, đó là câu chuyện của một vạn năm trước. Trong một lần ra ngoài hấp thụ tinh huyết của tu sĩ thì đụng độ Từ Dương và Liên Tuyết. Liên Tuyết chỉ cần dùng một chiều đã đập cho gã nằm sấp mặt. Gã cầu xin hai người tha cho một mạng để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra. Từ Dương cũng đồng ý tha cho một mạng, vậy nhưng phải chặt đứt cái sừng trên trán của gã. Bấy nhiêu tu vi đều nằm ở cái sừng này. Tu luyện vất vả cả vạn năm cũng khôi phục lại chút ít tu vi, vậy mà bây giờ lại đụng độ phải Từ Dương. Từ Dương định xuống tay hạ sát. Vậy nhưng sau khi nghe gã ta thú nhận mình biết một ít tin tức liên quan tới Liên Tuyết thì lại dừng tay. Năm đó, gã đang tu luyện ở khe núi phía tây Đông Hải thì bị khí tức mạnh mẽ quấy nhiễu. Tiến lại gần quan sát thì nhìn thấy hai tên tu sĩ đang vây công nàng ta. Thực lực bọn chúng vô cùng mạnh. Liên Tuyết mặc dù nhìn hơn đôi chút, vậy nhưng tuyệt chiêu bọn chúng thì triển lại quá kỳ lạ. Nàng ta chưa từng gặp qua lại chiêu thức này bao giờ. Liên Tuyết đành phải bất chấp hao tồn để thi triển trận pháp tiêu diệt địch. Khá ta bên ngoài quan sát cũng bị đánh cho bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy thì không thấy nàng ta nữa. Sau chuỗi lại sự kiện trước đó, lý do mà nàng ta sau khi lấy được Thâm Hải Lam Tâm lại không đi ra ngoài là vì tránh né kẻ địch. Do bị thương quá nặng nên không thể qua khỏi. Hoàng Lão cũng cảm thấy kỳ lạ, lão chưa từng nghe tu chân giới có tu sĩ lợi hại như vậy. Có lẽ là tiên ở thượng giới hoặc là ma ở ngoại vực. Truyền thừa của tu chân giới đã bị cắt đứt từ vạn năm trước. Việc ghi lại sớm nhất cũng là từ mấy ngàn năm trước. Như vậy xem ra những chuyện này có liên quan tới các tu sĩ lợi hại kia.
tưởng là nói ra những bí mật này thì sẽ được sống. Vậy nhưng Từ Dương lại nói không, cơ hội hắn chỉ cho một lần mà thôi. Tên kia nhanh chóng bị tiễn xuống đất mẹ. Hành động lạnh lùng, dứt khoát này chính là đang răn đe Triệu Bằng. Nếu có ý đồ khác thì tự biết kết cục, gã thấy vậy cũng toát mồ hôi lạnh. Mọi người tiến vào bên trong bỏ khố kiểm tra, nơi đây cất chứa rất nhiều bảo vật, nhẫn chữ vật cũng chứa hết nổi rồi. Giữa phòng có một trận pháp, thì ra là cùng pháp ma tu, sử dụng linh hồn của tu sĩ để chữa thương. Con đường tu luyện cùng pháp này hoàn toàn khác với tu sĩ nhân gian. Có lẽ là sau khi Liên Tuyết giết mấy tên tu sĩ kia để lại, sau đó bị tên mọc sừng đó nhặt được đem về tu luyện. Ngoài những bảo vật thì còn có rất nhiều linh thú. Thế là Từ Dương liền dùng thịt bọn chúng chế biến món ăn. Từ Dương muốn biết bệnh trạng của thê tử Triệu Bằng. Hắn tài cho biết thân xác của thê tử mình đã chết rồi, chỉ còn lại một sợi tàn hồn bị hắn cưỡng ép dùng linh lực giữ lại. Không tới nửa tháng nữa, thân hồn sẽ bị tan biến. Từ Dương suy đoán cô gái kia có lẽ là sở hữu thể chất đặc thù nào đó. Cảm thấy thời gian gấp gáp nên hắn lập tức yêu cầu khởi hành đi chữa bệnh cho thê tử của Triệu Bằng. Vừa mới hạ cánh đến nơi thì hắn cảm nhận được sát khí ở trong thành. Tiến vào bên trong, mọi thứ ở đây đều tàn hoang, không hề có bất cứ người sống sót. Triệu Bằng vội vã quay về nhà kiểm tra, thê tử của hắn cũng không thấy đâu nữa. Với ánh mắt sắc bén của mình, Từ Dương phát hiện ra một sợi sát khí còn sót lại. Trên mái nhà đang có mấy tên nghe lén, Triệu Bằng và Hoàng Lão lập tức đuổi theo. Thực lực của tên thích khách đã đạt tới nguyên thần, nên Triệu Bằng không phải đối thủ, Hoàng Lão phải ra tay ngăn cản. Tuy đánh không lại lão già này, vậy nhưng tên kia lại có bảo vật. Gã lấy ra một chiếc kính gọi là hắc sát bảo kính, hút hai người vào bên trong. Từ Dương cảm thấy món bảo vật này rất tốt, cho nên chủ động tiến vào không gian bên trong kính xem thử. Bên trong kính là một vùng không gian lạnh lẽo, diện tích rất lớn, vừa dùng nó để làm không gian trữ vật, vừa dùng nó để phòng thần. Tên kia vừa mới quay về, còn đang vui mừng vì thu hoạch lần này rất tốt, thì Từ Dương đã cưỡng ép thoát ra ngoài, còn hút hết đám người xấu vào bên trong. Tới đây thì Hoàng Lão mới nhận ra mục đích mà hắn chui vào trong kính là để cho địch nhân mang theo mình quay về hang ổ, đỡ phải mất công đi tìm kiếm. Nơi này được gọi là Đồ Tâm Giáo, đệ tử của Đồ Tâm Giáo có huyết mạch vô cùng đặc biệt, còn bắt không ít tu sĩ có huyết mạch đặc thù. Ba người cứ như vậy tiến vào bên trong mà không bị ai ngăn cản. Đến giữa sân tông môn thì một tên tu sĩ xuất hiện, Hoàng Lão chủ động nhận kèo khiêu chiến. Hai bên đánh đấm liên tục, thực lực Hoàng Lão nhỉnh hơn nên liên tục bón hành cho gã ta. Tuy nhiên, càng bị ăn đòn thì gã ta lại càng thích thú. Triệu Bằng cũng nhận ra tên trưởng lão càng bị thương thì càng lợi hại. Nguyên nhân là do sở hữu huyết mạch cuồng chiến và một loại huyết mạch đặc biệt nào đó. Sau một lúc đánh đấm, tên trưởng lão cũng thi triển trận pháp bằng huyết khí, hóa ra các đệ tử đã bị hiến tế cho trận pháp. Cho nên, lúc ba người đến đây mới không nhìn thấy bất cứ người nào. Ở trong trận pháp, Hoàng Lão lập tức rơi xuống yếu thế và bị ăn một đấm thẳng mặt. Lực lượng một đấm có sức mạnh tương đương với nguyên thần hậu kỳ, cho nên Hoàng Lão đã bị đánh cho dính vào bức tường. Triệu Bằng ra tay trợ giúp về nhưng còn chưa kịp thể hiện thì đã bị sấp mặt, cuối cùng vẫn phải đến lượt Từ Dương ra tay. Hắn chỉ dùng một ngón tay đã chặn đứng trường lực của đối thủ, đánh bay gã ta, sau đó tiễn đối phương về đất mẹ. Tiến vào bên trong, giáo chủ Đồ Tâm Giáo tên là Vạn Đồ Tâm đang tiến hành hấp thu huyết mạch của thê tử Triệu Bằng. Thì ra nàng ta sở hữu huyền âm huyết mạch. Vừa lúc Triệu Bằng xuất hiện, trong thân thể Triệu Bằng sở hữu thúc linh huyết mạch, có thể dùng nó để gia tốc luyện hóa huyền âm huyết mạch. Cho nên, hành động xông vào đây chính là tự chui đầu vào miệng cọp. Đáng tiếc rằng đối thủ mà gã ta hôm nay gặp lại là Từ Dương. Vạn Đồ Tâm lập tức bị ném đi như con gà, đâm thùng một cái lỗ lớn dưới đất, sau đó bỏ dậy. Gã phẫn nộ tấn công vậy nhưng không làm gì được, Vạn Đồ Tâm đành phải sử dụng tuyệt chiêu, lấy ra bảo kiếm. Vậy nhưng kết quả cũng chẳng tạo được sự khác biệt, thậm chí còn khiến cho Từ Dương thêm phẫn nộ. Bởi vì thanh bảo kiếm này đang nhốt một người đệ tử của Thiên Lam Tông. Thần niệm đã bị luyện hóa quá lâu rồi, không thể chữa trị nữa. Từ Dương bộc phát sát khí, sấm chớp lập tức nổ ra. Cảnh tượng giống như ngày tận thế đã tới. Tên giáo chủ bị tiêu diệt, Đồ Tâm Giáo bị săn bằng, thê tử của Triệu Bằng cũng được hắn chữa trị. Tập phim đến đây hết rồi, các bạn đừng quên đón xem diễn biến các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!